Hello, xin chào 500 anh chị em của thế giới anime. Như các bạn biết đấy, Pokemon hệ nước là một trong những chủng loài Pokemon phổ biến nhất trong thế giới Pokemon. Chính vì thế mà hầu hết mọi channel đều sở hữu ít nhất một Pokemon hệ nước. Thậm chí là có những con người dành cả đời để nghiên cứu và chiến đấu cùng chúng. Trong cuộc hành trình để trở thành Pokemon Master, Thánh Sa nhà ta cũng đã gặp và thu phục khá khá các Pokemon hệ nước. Hầu hết các phần cậu đều thu phục ít nhất một em. Duy nhất tại Alola, Satoshi không sở hữu bất kỳ Pokemon hệ nước nào. Và bạn biết gì không? Sắp tới đây, một Pokemon hệ nước cực mạnh của Satoshi sắp comeback trong phần phim Pokemon Journey, đó là Gekoga. Để kỷ niệm sự kiện này, sao chúng ta không điểm lại qua toàn bộ những Pokemon hệ nước của Satoshi nhỉ? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với thế giới anime. Tôi là Kirito. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với video tổng hợp toàn bộ các Pokemon hệ nước của Satoshi nhé. Pokemon hệ nước đầu tiên của Satoshi đó là Zenigame. Nó cũng là một trong những Pokemon đầu tiên và là thân thiết nhất của cậu. Zenigame từng bị chủ bỏ rơi. Tôi cũng không thực sự biết lý do là gì, nhưng nó không chấp nhận chuyện đó. Nó tự tập hợp một đống Zenigame khác rồi bắt đầu bày những trò phá làng phá xóm. Sau khi gặp Satoshi, ban đầu nó thách thức Pikachu, nhưng về sau vẫn bị Sa cảm hóa. Nó nguyện đi theo cậu. Zenigame tuy không phải là Pokemon mạnh, không mạnh là do nó chưa tiến hóa mà thôi, nhưng nó cũng giống như các Pokemon khác của Satoshi, rất háo thắng và rất đáng yêu. Từng là thủ lĩnh của bầy Zenigame nên nó có tính lãnh đạo rất cao. Sở thích của nó là đeo kính. Mỗi khi cần làm một việc gì đó, nó luôn lôi cái kính ra đeo vô cho nó ngầu. Người bạn thân nhất của nó chính là Fushigidane. Hai Pokemon này là tri kỷ của nhau, cực kỳ thân thiết. Zenigame từng du hành cùng Sa trong cuộc hành trình tại Kanto, quần đảo Orenji và phần đầu của Johto. Hiện tại, nó đang cùng đội Zenigame lập thành một đội lính cứu hỏa. Nó cũng từng quay trở lại giúp Satoshi rất nhiều trong những trận đấu quan trọng. Dù gì, nó cũng là một trong những Pokemon đầu tiên của Sa cơ mà. Kingura. Kingura là Pokemon thứ 7 mà Satoshi thu phục ở Kanto. Cậu đã vô tình nhìn thấy một con cua nhỏ Krabby trên bãi biển. Cậu ném hữu họa một bôn, thế là thu phục được luôn. Tuy nhiên, vì trên người của Satoshi đã có 6 Pokemon nên Krabby được chuyển về viện nghiên cứu của giáo sư. Vốn dĩ, Satoshi chẳng hề quan tâm đến Krabby một chút nào. Cậu còn chẳng trên cho nó một ngày nào. Ấy thế, nhưng tại đại hội Pokemon trên cao nguyên Seki, Satoshi lại sử dụng Krabby để đấu với một con Nasi. Tuy là sân đấu nước, nhưng con Nasi có hệ cỏ nên nó chiếm ưu thế khá nhiều. Tuy nhiên, nó lại bị Krabby đánh bại. Sau khi đánh bại Nasi, Krabby đã cực kỳ phấn khích. Nó ngay lập tức tiến hóa thành Kingura, quá ba cháy. Sau đó, Kingura cũng giúp Sa chiến thắng trong một số trận đấu nữa, như trước con Gorubato hay Parisen. Hai chiêu thức ưa thích của nó là càng quyền và tia sáng hủy diệt, ra sân thích là bắn thôi. Tuy không được huấn luyện nhiều, nhưng thực sự Kingura lại là một Pokemon khá mạnh. Sau này, Satoshi cũng thi thoảng gọi Kingura trở lại để chiến đấu trong một số trận đấu, nhưng không quá nhiều. Trong cuộc hành trình ở quần đảo Orenji, Satoshi đã gặp một con Rapurasu nhỏ bên lạc đàn. Cậu đã ngỏ ý tốt bằng cách thu phục nó. Rapurasu có vai trò như một vật cưỡi thay cho thuyền bè. Nó không có nhiều ảnh hưởng trong tuyến hành trình của Satoshi. Tuy nhiên, nó cũng đã giúp Satoshi lấy được huy hiệu đầu tiên tại quần đảo Orenji. Kết thúc cuộc hành trình, nhóm Satoshi đã gặp đàn Rapurasu. Tuy không muốn, nhưng cũng vì tương lai của Rapurasu, Satoshi một lần nữa cắn răng mà thả con Rapurasu nhỏ về với bầy đàn của nó và trở về viện nghiên cứu Okido. Tại vùng Johto, nhóm Satoshi có gặp một nhà nghiên cứu tiếng hát Pokemon và cô ấy nói chuẩn bị đi thu âm tiếng hát của một bầy Rapurasu sắp đi ngang qua. Trong quá trình thu âm, có một con Rapurasu đã tiếp cận Satoshi làm nũng. Kasumi nhắc lại giúp Satoshi nhận ra đó là con Rapurasu baby năm xưa đã từng theo cậu ở quần đảo Orenji. Sau khi giải cứu được bầy Rapurasu, con Rapurasu baby của Satoshi đã được tôn làm thủ lĩnh và cả bầy lại theo dòng hải lưu rời khỏi Johto. Satoshi chia tay với Rapurasu một lần nữa, không có cái nhỏ nào bằng cái nhỏ nào. Pokemon hệ nước của Satoshi ở Johto đó là cá sấu con Waninoko. Nó cũng là một trong ba Pokemon khởi đầu của khu vực này. Trong một lần, Satoshi và Kasumi rủ nhau đi câu Pokemon tại một hồ nước. Họ câu được một con Waninoko. Họ cùng ném Pokeball nước về phía đó và một Pokeball đã bắt được. Tuy nhiên, vì hai quả Pokeball giống nhau như đúc
nên không thể phân biệt được ai đã bắt được One Inoko, dẫn đến cuộc tranh cãi nảy lửa giữa Kasumi và Satoshi. Để giải quyết tranh chấp, Takeshi đề nghị thi đấu Pokemon và kết quả là Satoshi đã chiến thắng, được quyền nuôi dưỡng One Inoko. Kasumi là một tín đồ hệ nước nên cô cay lắm nhưng không làm được gì. One Inoko chính xác là cây hài của phần này. Nó là một Pokemon vui tính, mê gái. Nó rất hay nhảy những điệu nhảy ngu người của mình để lấy le khi gặp các Pokemon giống cái khác. Tuy yếu đuối nhưng cá sấu con rất hiếu chiến. Tuy nhiên tỷ lệ thắng của nó không được cao cho lắm vì yếu mà. Sau cuộc hành trình tại Johto, nó được Satoshi để lại vì nghiên cứu Okido. Tiếp theo là Pokemon hệ nước ở Hoenn, đó là Hegani. Sau khi thua Tsuji trong trận đấu hội quán, Satoshi quyết định tập luyện xung quanh hòn đảo để vài ngày sau quay trở lại phục thù. Khi chuẩn bị cho bữa trưa, cả nhóm bị một sinh vật bí ẩn nào đó có thể độn thổ dưới lớp cát phá, làm cho họ ứa hết đồ ăn và thức ăn. Để dụ sinh vật này, Satoshi đã nghĩ ra cách tạo ra bẫy sập và dùng thức ăn Pokemon để dụ, nhưng thứ bị sập vào bẫy lại là đội hỏa tiễn. Kết quả là chúng lại được một vé bay miễn phí. Sau khi đánh đuổi team Rocket thì sinh vật kia xuất hiện, thì ra là Hegani, một Pokemon giống tôm hùm. Satoshi quyết định sẽ thu phục nó. Hegani và Kimori đã có một trận đấu dữ dội và Kimori đã thắng nên Satoshi đã thu phục được Hegani. Tuy bề ngoài có vẻ hung dữ nhưng Hegani lại là một Pokemon cực kỳ sôi nổi và vui tính. Nó luôn là Pokemon pha trò trong nhóm, một nghệ sĩ nhân dân đích thực, chưa kể cái tính ham gái giống hệt cá sấu con. Tuy vui tính nhưng Hegani lại rất hay ghen tị, nhất là đối với chiếc tư rư. Vì là một Pokemon hệ nước nên khả năng bơi lội của Hegani rất tốt. Nó là một vận động viên bơi lội cừ khôi mà cả nhóm có thể trông cậy vào. Đây cũng là một Pokemon rất thích chiến đấu và nó cũng khá hữu dụng trong các trận đấu. Khác với các Pokemon hệ nước khác, Hegani không sử dụng súng nước hay pháo nước. Hai chiêu thức nó hay sử dụng nhất đó là bong bóng nước và càng quyền. Sau khi kết thúc Battle Frontier, cũng giống như những Pokemon khác, Hegani được Satoshi để lại vì nghiên cứu Okido. Chia tay với Hoenn, chúng ta đến với Sinnoh và Pokemon hệ nước của xa ở Sinnoh, đó là Bureju. Trong một lần, nhóm bạn đi câu cá ở suối, họ đã bắt gặp một con Bureju vô cùng kiêu ngạo. Nó thách thức cả nhóm, cả Satoshi và Hikari đều rất thích và muốn thu phục nó. Nhưng Satoshi đã thất bại trong việc đó và Hikari mới là người thu phục được. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian tiếp theo, Bureju rất hứng thú với những buổi tập luyện của Satoshi và Nozomi cũng nói rằng dường như Hikari đang ép nó thi đấu thì đúng hơn. Theo lời đề nghị của Nozomi, Epam của Satoshi rất thích biểu diễn, còn Bureju của Hikari rất thích thi đấu. Thế sao cả hai không trao đổi Pokemon cho nhau? Sau bao lần trăn trở, cuối cùng họ đã quyết định trao đổi. Từ đây, Bureju chính thức trở thành Pokemon của Satoshi. Bureju là một Pokemon rất tự tin và vô cùng kiêu ngạo. Nó thường hay có một số tranh chấp nhỏ với Bochama và thường được ngăn lại bởi Naitoru. Khi còn thuộc quyền sở hữu của Hikari, nó đã cùng Hikari phát minh ra thủy lưu phản lực băng giá mà sau này Satoshi đã sử dụng rất nhiều trong trận đấu. Từ khi về tay Satoshi, trong một khoảng thời gian dài, Bureju đã gánh team vô cùng lực. Như khi đánh game hệ nước và game hệ giác đấu, gần như một mình Bureju gánh kèo hết. Nhưng sau đó, do nó không tiến hóa mà hầu hết Pokemon của Satoshi ở Sinnoh đều tiến hóa đến cấp cuối cùng, làm nó cũng thọt đi khá nhiều. Nó cũng không thể hiện được quá nhiều ở liên minh, hỏi chăng là đánh bại được con gắt châu đồn của Shinji. Kết thúc liên minh Sinnoh, Bureju ở lại vì nghiên cứu của giáo sư Okido. Mizumaru. Mizumaru vốn là Pokemon khởi đầu ở viện nghiên cứu của giáo sư Araragi. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy Satoshi, nó đã rất thích cậu nên đã bám theo cậu. Trong một vài lần, Mizumaru đã ra tay giải cứu cho nhóm Satoshi. Satoshi cũng bắt đầu thích nó, cậu quyết định lụm luôn. Từ đó, nó trở thành Pokemon của cậu. Mizumaru rất yêu quý Satoshi. Nó thường ghen tị với Pikachu hoặc các Pokemon khác. Trong mỗi cuộc hành trình, trong nhóm thường có một cây hài để mua vui cho cả nhóm. Và ở vùng ý sư này, đó chính là Mizumaru. Chính vì thế mà tính cách của nó vô cùng vui vẻ và sôi động. Một nghệ sĩ nhân dân đích thực. Mỗi khi xuất hiện, Mizumaru luôn làm mấy trò mèo, cười không ngậm được miệng. Mizumaru là một Pokemon rất mê gái. Nó từng trở thành đối thủ của Pochama khi cả hai cùng thích Meloetta. Tuy là nghệ sĩ nhân dân thật đấy, nhưng Mizumaru cũng có tinh thần trách nhiệm rất cao. Nó cũng thường là Pokemon đứng ra bảo vệ các Pokemon khác. Mặc dù không tiến hóa, nhưng Mizumaru rất thích chiến đấu, một kẻ cuồng chiến thật sự.
Ban đầu, khi sử dụng chiêu thức thủy lưu phản lực, nó thường nhắm tiền mắt lại, do đó mà không bao giờ đánh trúng mục tiêu. Nhưng sau này, nó và Satoshi đã tập luyện rất nhiều. Điều này đã cho nó thêm tự tin và hoàn thiện được chiêu thức. Mizumaru đã theo Satoshi đến hết cuộc hành trình tại Ích Sư. Cuối cùng, cũng như bao Pokemon khác, nó được Satoshi để lại vì nghiên cứu Okido. Pokemon hệ nước tiếp theo cũng xuất thân ở Ích Sư, đó là Gamagaru. Trên đường đến thành phố Raimon để lấy huy hiệu tiếp theo, nhóm Satoshi dừng chân bên cạnh một hồ nước để ăn trưa. Trong lúc Dento chuẩn bị bữa trưa, Iris dẫn các Pokemon khác đi chơi thì Satoshi và Mizumaru đang tập luyện đặc biệt vì khi sử dụng thủy lưu phản lực, Mizumaru đã không mở mắt. Trong sự kiện này, Satoshi đã gặp Gamagaru, nó chỉ huy một đàn Otamaro có ý định chống phá nhóm Satoshi. Khi thấy Gamagaru có thể sử dụng đa dạng nhiều chiêu thức, cậu đã rất hứng thú. Khi Mizumaru thành thục được thủy lưu phản lực, nó đã onshot con Gamagaru, nhờ đó Satoshi đã bắt nó thành công. Ban đầu, tuy là một Pokemon xấu tính, nhưng dần dần nó đã thay đổi nhờ sử dụng được nhiều chiêu thức như sóng siêu âm, bom bùn quánh, đặc biệt là chiêu thức siêu súng nước. Chưa kể, song hệ đất và nước cực ngon nên nó đã giúp Satoshi rất nhiều trong các trận đấu hội quán và tại liên minh sau này. Kết thúc liên minh Ích Sư, nó cũng được Satoshi để lại vì nghiên cứu Okido. Đây rồi, thứ mà các bạn đang mong đợi đây, Gekoga. Câu chuyện của Pokemon này thì thực sự rất dài và có nhiều thứ để nói, nhưng tôi sẽ cố gắng tóm tắt vậy. Keromatsu vốn là một trong ba Pokemon khởi đầu dành cho các trainer mới, nhưng nó không nghe lời trainer và bị trả lại rất nhiều lần. Nguyên nhân là do bọn trainer mới non quá, không đủ trình huấn luyện nó. Sau sự kiện tại tháp Miare, Keromatsu muốn đi theo Satoshi. Nó đã thấy được thứ gì đó từ xa, tự nó muốn được Satoshi thu phục. Keromatsu là một Pokemon rất đặc biệt. Tính cách của nó giống chư cây in, cực kỳ kiên cường. Nó cũng luôn là Pokemon đứng ra giải quyết tranh chấp cũng như bảo vệ các Pokemon trong nhóm. Sau khi tiến hóa lên cấp 3 là Gekoga, nó đã cùng Satoshi liên kết ý chí lại với nhau để tạo ra một hình dạng mới, Satoshi Gekoga, cực mạnh và cực ngầu. Với dạng form mới này, Gekoga chính là Pokemon chủ lực của Satoshi tại Kalos. Nó luôn là Pokemon mà cậu sẽ tung ra cuối cùng để lộn cái bàn. Nhờ đó mà Satoshi mới có thể giành chiến thắng trong rất nhiều trận đấu quan trọng, như khi lấy huy hiệu thứ 8 tại hội quán Esetsu, hay trong trận bán kết với Sota. Gekoga đã dạy cho Mega Chikin rằng khắc hệ chẳng là cái đinh gì hết, song hệ rồng cỏ cũng mạnh đấy, thế có chịu nổi một phi tiêu nữa không? Trong trận chung kết với Alan, tuy Pikachu đã xử đẹp hai Pokemon Á thần dọn cố cho Gekoga, nhưng Satoshi Gekoga đã để thua Mega Lizardon X, khiến Satoshi ngậm ngùi đau đớn nhìn kẻ khác nâng cúp vô địch. Cái này do đen thôi, chứ không phải do xa hay Gekoga yếu hơn đầu nhà các bộ. Kết thúc phần phim Pokemon XYZ, Gekoga đi theo Pokemon huyền thoại Gigade để phá các tàn dư năng lượng trong lòng đất, vì bằng một cách nào đó, chỉ một mình Gekoga mới có khả năng phát hiện được. Hiện tại, Gekoga vẫn đang đi bụi với Gigade, Satoshi cũng mới lên top 9 thế giới, vì biết sắp tới đây, cậu sẽ phải đối mặt với những trainer mạnh nhất, nên cậu muốn Lucario mạnh hơn. Chính vì thế, Sa đã sang Kalos để tìm Gekoga, từ đó nhờ anh Gekoga trên cho Luca một tí. Trong những tập phim sắp tới đây, Gekoga sẽ comeback, hãy cùng đón xem nhé. Pokemon hệ nước cuối cùng của Satoshi đó là Unoragon. Nó cũng là một Pokemon hệ rồng luôn, vì hôm trước tôi đã nói khá chi tiết về Pokemon này rồi. Trong video những Pokemon hệ rồng của Satoshi, các bộ có thể xem lại để biết thêm chi tiết nhé. Unoragon là một Pokemon hóa thạch mới được phát hiện bên Gala. Satoshi đã cực kỳ may mắn khi có thể sở hữu được nó, mang song hệ rồng và nước và có chất tướng là một Pokemon vô cùng mạnh. Nhưng Unoragon lại sở hữu gương mặt của một chúa hề. Nhìn cái mặt của Pokemon này thì là buồn cười không chịu được. Mỗi khi xuất hiện, nó luôn gặm đầu của Satoshi, mà với khả năng ẩn là hàm cứng thì cái đầu của Sa chứ cục đá nó cũng nhai như nhai mì. Mới đây, Unoragon đã học được một chiêu thức cực mạnh, đó là Long Thần. Nhờ đó mà đánh bại được Onban, Pokemon của Tứ Thiên Vương Drana, giúp Satoshi lên top 9 thế giới. Quá là ok luôn. Unoragon có tinh bản rất tốt với Vịt Chiến. Tuy bị thương nặng, nó vẫn cố gắng thoát ra ngoài Pokeball để cổ vũ cho Vịt Chiến. Tình bạn của chúng làm tôi nhớ đến cặp đôi rùa Kini và Ích Kỳ Diệu. Hiện tại, Unoragon vẫn đang là một thành viên trong team của Satoshi. Chặng đường phía trước vẫn còn rất dài, nó sẽ phải cố gắng hơn nữa. Nếu không muốn làm tạ của team, lại phải nhờ Gotchu gánh còng lưng.
Vậy là video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Bạn có cảm nghĩ gì khi xem xong video này? Hãy comment bên dưới để Ade đặt like và mọi người cùng biết nhé. Đừng quên like, share và subscribe để đón xem những video bổ ích về Pokemon trong thời gian sắp tới nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.